Xin chào quý vị khán giả. Dạ em mời chị ạ. Chị mời em. Rồi, ngưỡng mộ của em Khánh vô cùng, khả năng thuộc lời đến như thế. Thế cũng được nhắc tới những cái lời thoại dài, nhưng bắt đầu đến cái giai đoạn mua về công tác. May quá là có Lê Khánh đã giúp cho Lê Khánh giữ được cái đường dây tâm lý. Phải nói là đây là một cái phân đoạn rất là nặng ký đúng không ạ? Tại vì em với chị cộng lại cũng hơn 100 ký. Trăm ký. Trời ơi, duyên vô cùng. Diễn viên nữ mà có khả năng cho cười nghiêng ngả bao nhiêu thời gian là quyền của mình. Phải là xứng trân người là bởi vì được một đàn chị mà Khánh rất là ngưỡng mộ. Bắt đầu là có đi có lại. Em ngưỡng mộ chị và em thần tượng chị từ trong công việc và cả nhan sắc của chị và cả tính tình của chị, nói chung là ngưỡng mộ từ đầu đến cuối. Chị ơi, không biết là khi em đến tuổi của chị thì em có được như chị bây giờ hay không? Không được đâu. Đó, làm sao mà được. Cho nên là một lần nữa em rất là ngưỡng mộ chị và em rất là hạnh phúc khi được tham gia phim này cùng với chị. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn ủng hộ chúng tôi và sẽ ủng hộ chúng tôi tiếp trong thời gian sắp tới quý vị nhé.